Ngày 13 tháng 12, tòa án nhân dân huyện Yên Châu tỉnh Sơn La tuyên phạt bị cáo Hà Thị Nguyệt 36 tuổi, trú tại huyện Yên Châu 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh. Bị cáo Nguyệt chính là người cắt của quý của chồng gây xôn xao dư luận vào tháng 3 năm 2022. Tòa nhận định sau khi xảy ra sự việc, Nguyệt tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời là lao động chính đang nuôi ba con nhỏ và phạm tội lần đầu, nên tuyên bị cáo mức án trên. Theo cáo trạng, năm 2016, bị cáo Nguyệt kết hôn với Nguyễn Văn Hoan, 29 tuổi, trú tại huyện Yên Châu, Sơn La và sống cùng con riêng 15 tuổi của bị cáo. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2020 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022, Hoan đã nhiều lần ép buộc con riêng của vợ quan hệ tình dục. Phát hiện sự việc, do quá ớt ức bị cáo Nguyệt đã dùng dao cắt cổ quý của chồng. Còn Nguyễn Văn Hoan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Sơn La. Bị cáo Nguyệt đến công an đầu thú sau đó ngay sau khi hoan ổn định sức khỏe và xuất viện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu đã thi hành lệnh bắt đối tượng hoan để xử lý nghiêm theo đúng quy định